đại biểu nói thật là chi sĩ nghèo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đứa con mẹ tội ta nè. Cháu không ạ, mưa lắm, cháu sợ mưa.
Bây giờ ông ra đây kiếm được tiền không? Không được rồi. Thế bây giờ ăn cái gì? Cái phụ nữ mới kiếm đồng tiền nhanh nhưng mà con trai kiếm rất khó. Thế còn ông là ăn cái gì? Mình không khéo còn giọt tiền mình ngủ ấy, tối đấy. Ồ, nó mặn ấy, còn phụ nữ giọt đi mấy chục. Có tôi giọt đi mấy chục. Đấy là lấy cái băng bên nhảy, thêm bộ nhảy để nó ngồi băng. Bắt tay các bác tí nhỉ. Kia đã tao ơi đã tắt tay
kê chơi. Cháu để nó tối về nó mới sáng. Yeah.
Yeah.
cái thế mai chị tôi đã Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.